Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 32 cho số nguyên dương n và phải kiểm tra xem n có phải là số hoàn thiện hay không. Đấy. Thì để giải bài tập này, đầu tiên ta cần phải hiểu số hoàn thiện là gì. Đấy. Thì theo định nghĩa thì số hoàn thiện là số mà có tổng các ước số không bao gồm chính nó thì bằng chính nó. Đấy. Tức là gì? Ở đây mình sẽ xét ví dụ với n bằng 6. Thì các ước không bao gồm chính nó là 1, 2, 3 đúng không ạ? Đấy. Và sau đó sẽ xét cái tổng S bằng 1 cộng 2 cộng 3. Đấy, thì nó sẽ bằng 6 đúng không ạ? Và ta có thể dễ dàng nhận thấy là cái số 6 này nó bằng N đúng không ạ? Đấy, thì sẽ suy ra cái số hoàn thiện. Đó là cái số 6 chính là cái số hoàn thiện. Đó. Rồi. Thì đây là cái chương trình mà mình đã viết sẵn cho cái bài tập này. Thì đầu tiên cũng như mọi cái chương trình khác thì mình cần phải khai báo một số cái thư viện cần thiết cho nó, etudio.h hay econio hay là math.h. Đấy. Sau đó mình sẽ đi vào cái hàm main, và trong hàm main này đầu tiên mình sẽ khai báo cái biến n. Đấy. Và cái biến tổng này tức là gì? Tức là cái tổng S lúc này lại nó tương đương với cái tổng S này. Đấy. Và mình khởi tạo giá trị của nó ban đầu bằng 0 đúng không ạ? Sau đó sẽ in ra màn hình cái dòng lệnh là nhập n, và sau đó sẽ scan nó. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for với cái biến chạy là y. Giá trị khởi tạo cho nó là bằng 1. Đấy. Và nó sẽ chạy từ 1 cho đến bé hơn n. Đấy. Và sẽ y cộng cộng. Vì sao lại chạy đến bé hơn n? Bởi vì chúng ta chỉ lấy các ước mà không bao gồm cái số n đúng không ạ? Nên là y chỉ chạy từ 1 đến n, bé hơn n đúng không ạ? Cái y này mục đích để lấy cái n này và sau đó sẽ chia cho y đúng không? Vậy thì nếu như mà n chia cho y, nếu như mà n này chia cho y đúng không ạ? Thì mình sẽ in ra cái y đó, mình sẽ in ra những cái ước là y đấy. Lúc này y đóng vai trò là ước đúng không? Thì n chia cho y thì đương nhiên là y sẽ là ước của n đúng không ạ? Rồi tiếp theo thì mình sẽ tính cái tổng. Cái tổng lúc này thì sẽ bằng cái tổng đầu tiên đây, tổng sau này sẽ bằng cái tổng đầu này cộng cho y đúng không ạ? Đấy. Tổng sẽ bằng tổng cộng y đúng không ạ? Đấy. Cứ mỗi lần mà y này là ước của n, tức là n chia cho y đấy, thì nó sẽ tính tổng bằng tổng cộng y. Đấy. Và sau đó nó sẽ đi so sánh với n. Đấy. Ở đây mình sẽ sử dụng một câu lệnh if để so sánh với n. Nếu như mà cái tổng này bằng n đó, thì nó sẽ in ra cái câu lệnh n là cái số hoàn thiện đúng không ạ? Còn không tức là gì? Tức là cái tổng này nó khác n đúng không ạ? Nó không phải bằng n, thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh là câu lệnh là n không phải là số hoàn thiện đúng không ạ? Rồi, mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Rồi, ở đây mình nhập n là bằng 6 nha. Thì như ví dụ lúc nãy thì n, ta xét ví dụ n bằng 6 thì đó là số hoàn thiện đúng không ạ? Rồi, ta sẽ nhập bằng 6 xem nó sẽ in ra kết quả như nào. Đấy. Thì ở đây nó đã in ra kết quả là 1, 2, 3 đúng không ạ? 1, 2, 3 chính là cái ước mà không bao gồm chính nó, tức là không bao gồm cái số n này. Đấy. Và nó đã in ra cái dòng là 6 là số hoàn thiện. Đấy. Rồi mình sẽ chỉnh sửa lại một chút cho nó dễ nhìn. Ở đây mình sẽ sửa lại một chút.
mình sẽ tab vô một đoạn đấy, để cho nó dễ nhìn, để chúng ta phân biệt hai cái câu lệnh với nhau, dòng lệnh với nhau đấy. Rồi mình sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi ở đây mình sẽ nhập là 6 như lúc này nha. Đấy thì nó đã in ra các bước không bao gồm chính nó là 1, 2, 3 đúng không ạ, và nó đã in ra cái dòng là 6 là số hoàn thiện đúng không ạ. Đây mình sẽ so sánh với cái lúc này đúng không ạ. Ở đây nó cũng đã in ra cái câu lệnh là 6, ở đây là số hoàn thiện đúng không ạ. Đây rồi mình sẽ thử một cái ví dụ khác với một cái số bất kỳ nhỉ. Ở đây mình sẽ nhập là một số 2 điện. Đấy thì nó đã in ra cái ước của 2 không bao gồm nó là 1 đúng không ạ, và 2 nó đã in ra cái dòng 2 không phải là số hoàn thiện đúng không ạ. Đấy bởi vì nó chỉ là các ước không bao gồm những nó chỉ là 1 thôi, thì đương nhiên tổng của nó bằng 1, mà bằng 1 thì nó sẽ khác cái số n bằng 2 này. Đấy, cho nên là nó sẽ in ra kết quả là 2 không phải là số hoàn thiện đúng không ạ. Rồi thì trên đây là cái bài tập để kiểm tra xem n có phải là số hoàn thiện hay không. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video